Giá heo hơi hôm nay ngày 17 tháng 11 tăng rải rác ở khu vực miền Bắc. Giá heo hơi hôm nay ngày 17 tháng 11 tăng 1.000 đến 2.000 đồng kg ở phía Bắc. Các ngành chức năng của huyện chợ gạo phối hợp với Ủy ban Dân dân xã Xuân Đông, Tiền Giang triển khai ngay các công tác cần thiết theo nhiệm vụ phòng chống dịch tả heo châu Phi. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc tăng 1.000 đến 2.000 đồng kg. Theo ghi nhận, giá heo hơi tại khu vực miền Bắc tăng rải rác ở một vài nơi. Cụ thể, hai tỉnh Yên Bái và Phú Thọ lần lượt tăng 1.000 đồng kg và 2.000 đồng mỗi kg, tương ứng ở mức 51.000 đồng kg và 52.000 đồng kg. Các địa phương khác có giá heo hơi đi ngang trong ngày hôm nay. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc giao động trong khoảng 48.000 đến 52.000 đồng kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 50.000 đồng mỗi kg, Yên Bái là 51.000 đồng mỗi kg, Lào Cai là 49.000 đồng mỗi kg. Hưng Yên là 50.000 đồng mỗi kg, Nam Định là 50.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 50.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 52.000 đồng mỗi kg, Thái Bình là 50.000 đồng mỗi kg, Hà Nam là 48.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Phúc là 51.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 50.000 đồng mỗi kg, Ninh Bình là 49.000 đồng mỗi kg, Tuyên Quang là 49.000 đồng kg giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên lặng sóng, thị trường heo hơi miền Trung, Tây Nguyên đồng loạt đi ngang, trong đó giá thu mua thấp nhất khu vực là 48.000 đồng mỗi kg, tiếp tục có mặt tại Nghệ An, Hà Tĩnh và Đá Lắng, trong khi đó, thương lái tại Lâm Đồng. Ninh Thuận và Bình Thuận vẫn giao dịch theo hơi ở mức 51.000 đồng mỗi kg, cao nhất khu vực. Hiện tại giá thu mua heo hơi ở khu vực miền Trung. Tây Nguyên trong khoảng 48.000 đến 51.000 đồng kg. Cụ thể giá heo hơi tại Thanh Hóa là 49.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 48.000 đồng mỗi kg, Hà Tĩnh là 48.000 đồng mỗi kg, Quảng Bình là 50.000 đồng mỗi kg, Quảng Trị là 50.000 đồng mỗi kg, Thừa Thiên Huế là 49.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 50.000 đồng mỗi kg, Quảng Ngãi là 50.000 đồng mỗi kg. Bình Định là 50.000 đồng mỗi kg, Khánh Hòa là 49.000 đồng mỗi kg, Lâm Đồng là 51.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắk là 48.000 đồng mỗi kg, Ninh Thuận là 51.000 đồng mỗi kg, Bình Thuận là 51.000 đồng kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam đi ngang, tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay không ghi nhận thay đổi mới. Hiện tại, heo hơi ở hai tỉnh Cà Mau và Kiên Giang đang được thu mua chung mức cao nhất là 53.000 đồng kg. Các địa phương còn lại duy trì giao dịch ổn định trong khoảng 50.000 đến 52.000 đồng kg. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay dao động trong khoảng 50.000 đến 53.000 đồng kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 50.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 52.000 đồng mỗi kg, thành phố Hồ Chí Minh là 51.000 đồng mỗi kg. Bình Dương là 50.000 đồng mỗi kg, Tây Ninh là 52.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 51.000 đồng mỗi kg, Long An là 52.000 đồng mỗi kg, Đồng Tháp là 52.000 đồng mỗi kg, An Giang là 51.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Long là 52.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ là 51.000 đồng mỗi kg, Kiên Giang là 53.000 đồng mỗi kg, Hậu Giang là 50.000 đồng mỗi kg. Cà Mau là 53.000 đồng mỗi kg, Tiền Giang là 52.000 đồng mỗi kg, Bạc Liêu là 51.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh là 51.000 đồng mỗi kg, Bến Tre là 50.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng là 50.000 đồng kg. Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tăng trải rác ở miền Bắc. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành giao động trong khoảng 48.000 đến 53.000 đồng kg. Cập nhật thông tin giá heo hôm nay các ngành chức năng của huyện chợ gạo phối hợp với Ủy ban Dân dân xã Xuân Đông, Tiền Giang triển khai ngay các công tác cần thiết theo nhiệm vụ được giao, đặc biệt phòng tài chính phối hợp phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện kịp thời thăm mưu đề xuất, thực hiện kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch và hỗ trợ kinh phí heo bị tiêu hủy theo quy định. Từ ngày 21 tháng 10 đến nay, dịch tả heo châu Phi, DTHCP đã bùng phát nhanh tại địa bàn xã này với 15 ổ dịch. Toàn xã có tổng đàn heo hơn 6.000 con, đến nay có 247 con heo bệnh trong tổng đàn trên 841 con, qua đó có hơn 321 con heo bị tiêu hủy, với trọng lượng hơn 16.200 kg, báo Nông nghiệp Việt Nam đưa tin. Về biện pháp khẩn cấp sau khi công bố DTHCP, ông Nguyễn Văn Mười, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Đồng cho biết, xã tiến hành lập các chốt kiểm tra vận chuyển heo ra vào địa phương đồng thời tuyên truyền vận động người dân không bán chạy thực hiện tốt công tác sát trùng tiêu độc các chuồng trại còn lại cố giữ đàn heo lại